U23 Việt Nam sẽ có thêm đội B do huấn luyện viên Gong Ho Kyun dẫn dắt. Ngày 5 tháng 4, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chính thức công bố danh sách triệu tập 27 cầu thủ U23 để chuẩn bị cho SEA Games 31. Danh sách này gây bất ngờ khi có sự vắng mặt khá nhiều cái tên đáng chú ý như Văn Tới, Hai Long, Nguyễn Quốc Việt, Bảo Toàn. Tuy nhiên mới đây, một tài khoản Facebook có tên Undami đã đăng tải thông tin rất đáng chú ý liên quan đến U23 Việt Nam và huấn luyện viên Gong Ho Kyun. Theo đó, tài khoản Facebook này đang tìm phiên dịch cho huấn luyện viên Gong Ho Kyun, người sẽ dẫn dắt đội B của U23 Việt Nam cho SEA Games 31. Nhiều khả năng đội B này của U23 Việt Nam sẽ gồm các cầu thủ tiềm năng nhưng chưa được lọt vào danh sách 27 cầu thủ trước đó được huấn luyện viên Park Hang-seo công bố ngoài SEA Games 31. Trong thời gian tới, U23 Việt Nam cũng sẽ có hai đấu trường khá quan trọng là vòng chung kết U23 châu Á 2022 và ASEAN 19. Vì thế việc triệu tập thêm một đội hình U23 Việt Nam nữa là khá dễ hiểu. Do lo ngại Covid-19, đội B của U23 Việt Nam được thành lập cũng có thể vì mục đích sẵn sàng bổ sung lực lượng cho đội chính khi cần thiết. Đây cũng có thể là phương án giúp cho tân huấn luyện viên trưởng Gong Ho Kyun của U23 Việt Nam sớm bắt nhịp với công việc và có thêm thông tin về các cầu thủ. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!